làm. Tại vì chính Tuấn Đạt cũng là người con của một người miền Tây. Đạt cũng là uống dòng nước sông Cửu Long, mà Đạt cũng ăn từng hạt cơm của miền Tây. Quê hương của Tuấn Đạt là Mỹ Tho, cho nên Đạt muốn mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm quê hương của chúng ta được mang tên đề là Thuyền Hoa. Ok, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.
cảm ơn quý vị, cảm tạ quý vị.